Thành công chỉ đến với những ai dám ước mơ và chấp nhận thử thách. 11 năm thai nghén, 5 năm nỗ lực vì mục tiêu mang đến không gian nghỉ dưỡng sinh thái hàng đầu. Đó là câu chuyện của công viên Suối Mơ, nơi linh hồn thiên nhiên được gìn giữ và nuôi dưỡng đến hôm nay. Thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước diễn ra quá nhanh, khiến chúng ta sống xa rời với thiên nhiên. Nhiều khi thèm nghe một tiếng chim hót, thoáng nhớ một chút hương rừng nhưng chẳng tìm được nơi đâu. Với khát vọng xây dựng một khu nghỉ dưỡng sinh thái hàng đầu khu vực, mang thiên nhiên đến với mọi người, năm 2003, công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Phú Lạc, tiền thân là công ty cổ phần đầu tư du lịch Suối Mơ, đã tiên phong khai hoang, đặt những dấu chân đầu tiên trên hành trình kiến tạo kỳ tích. Sau 5 năm tìm hiểu và đưa ra phương án thích hợp, năm 2008, công viên Suối Mơ chính thức khởi công xây dựng. Công viên Suối Mơ mình rộng là 30 hectare, với cái đặc điểm địa hình là hơn 10 hectare là dốc triền đá, dốc độ chênh lệch độ cao rất là lớn giữa vùng trên và vùng dưới hồ. Ở trong đó là có hơn 20 hectare đó là vùng đầm lầy và ao. Người dân bản xứ ở đây ngày xưa là họ chỉ chăn nuôi và để hoang thôi, đất thủy lợi, cho nên là lau sậy rất là nhiều. Từ khi công ty nhận dự án này về có rất là nhiều cải tạo, có thể bỏ rất nhiều công sức ra. Thì thời kỳ đầu tất nhiên là rất là khó khăn rồi. Trong suốt thời gian mà triển khai dự án đến khi chính thức mở cửa để phục vụ du khách cho đến nay, thì mỗi giai đoạn đều đối mặt với những khó khăn và những thách thức riêng của nó. Có những giai đoạn tưởng như là không thể mà triển khai và hoàn thành được theo kế hoạch do những thiếu thốn về cơ sở vật chất và nguồn lực nhân lực nơi đây. Nhưng những khó khăn đến mấy thì cũng không làm những con người nơi đây chùn bước, mà ngược lại còn quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, vững bước hơn để đối đầu với những thách thức và những khó khăn để đưa được Suối Mơ như ngày hôm nay. Từ những ngày đầu thương hiệu chưa được nhiều người biết đến, thì đến nay công viên Suối Mơ đã được mức tăng trưởng là vượt bậc là qua hàng năm, xây dựng được một vị thế thương hiệu vững chắc và là điểm đến lý tưởng cho những du khách ở trong vùng Đông Nam Bộ và những vùng lân cận. Quyết liệt là điều mà những con người thời đấy tâm niệm mỗi ngày. Dù cho khó khăn vất vả đến đâu, cũng vẫn kiên định theo đuổi một mục tiêu duy nhất. Trong khó khăn mới thấy được sức sáng tạo của con người là vô biên. Những điều đó đã giúp Suối Mơ tạo nên kỳ tích. Từ một cái vùng hoang sơ, toàn là đầm lầy mà tạo lên được một cái cảnh thiên nhiên đẹp mà vẫn còn giữ lên được nét tự nhiên. Đó là cả một cái sự quyết tâm, đổ mồ hôi và nước mắt của những người công nhân ở đây. Tháng 8 năm 2014, sau 6 năm thi công xây dựng, Suối Mơ chính thức ghi tên mình lên bản đồ du lịch Việt Nam với một quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng rộng 300.000 m², mở cửa và đón những lượt du khách đầu tiên đến tham quan nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên kỳ thú. Được thiên nhiên ưu ái ban tặng, Suối Mơ là nơi hội tụ các mạch nước ngầm của vùng núi lửa cổ Đình Quán, Tân Phú. Các mạch nước ngầm này len lỏi dưới tầng đá bazan núi lửa và phun trào tạo nên những triền thác nhỏ tại đầu nguồn công viên và chảy vào lòng hồ mang theo những khoáng chất quý giá. Đây là điểm độc đáo chỉ có duy nhất ở Suối Mơ mà không nơi nào có được. Tận dụng nguồn tài nguyên quý giá đó, Suối Mơ đã xây dựng hai hồ tắm riêng biệt dành cho người lớn và trẻ em, với cảnh quan và dịch vụ khác nhau thích hợp cho từng đối tượng. Hồ tắm người lớn với diện tích lên đến 18 hectare, cảnh quan mênh mông, bao bọc bởi rặng cây xanh mát với chuỗi thác nước chảy ra từ các mạch nước ngầm là địa điểm massage lý tưởng. Chưa dừng lại ở đó, giữa chân thác là cảnh quan hồ Bản Nguyệt tuyệt đẹp, những đàn cá tung tăng bơi lượn và nô đùa cùng du khách mang đến cảm giác vô cùng thích thú. Có thể nói, Suối Mơ là sự kết hợp hoàn mỹ của thiên nhiên và bàn tay khối óc của con người. Sau 5 năm không ngừng lớn mạnh và phát triển, hàng loạt các hạng mục mới được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của du khách. Tháng 3 năm 2017, khai trương nhà hàng Hoa Anh Đào với không gian ẩm thực mang đậm đà bản sắc dân tộc. Ngoài các món ăn phổ thông theo yêu cầu của khách, nhà hàng Hoa Anh Đào có những món ăn mang đậm dấu ấn ẩm thực Suối Mơ như chả giò cá lóc, cá lăn lúc lắc, gỏi bò đồng quê, canh chua măng cá lăn. Cuối năm 2017,
khách sạn Bạc Lăng được đưa vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày cho khách du lịch với dịch vụ đạt chuẩn standard. Mỗi phòng đều có sảnh thông ra vườn cảnh quan, khu trung tâm công viên vô cùng tiện lợi. Ngoài ra, khách sạn còn có khu vui chơi dành riêng cho trẻ em, rất thích hợp cho các gia đình có con nhỏ, các bé được nô đùa thỏa thích. Khách sạn Bạc Lăng có đầy đủ các loại phòng double, queen, family dành cho các cặp đôi hoặc các gia đình đi nghỉ dưỡng để cùng nhau tận hưởng bầu không khí trong lành, thiên nhiên về đêm và trải nghiệm những điều tuyệt vời mà thành phố chật chội không thể nào có được. Tháng 10 năm 2018, Trung tâm Hội nghị Sala chính thức khánh thành và đi vào hoạt động nhằm phục vụ du lịch mây, tiệc, buffet và tổ chức các chương trình hội thảo phục vụ theo yêu cầu của các đoàn thể. Trung tâm Hội nghị Sala nằm ở vị trí cao, nhìn xuống bờ hồ với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Một điểm đặc biệt nữa ở Suối Mơ, đó là một quầy bar xanh trên mặt hồ dành cho những du khách thích sự lãng mạn, tận hưởng cảm giác bình bồng, mênh mông sóng nước. Không chỉ thế, đến với Suối Mơ, du khách được trải nghiệm nhiều dịch vụ đặc trưng sinh thái hồ như mô tô nước, ô tô nước, cá bổ bình, massage cá, khủng long lượn, khu trò chơi dân gian, nhà phao liên hoàn, cầu trượt nước vô cùng thú vị đặc sắc. Tận hưởng không gian cắm trại với bãi cỏ rộng lớn, trải nghiệm các trò chơi tập thể, team building vui nhộn. Không bằng lòng với những thành công mình đang có, những con người ở công viên Suối Mơ vẫn ngày đêm cố gắng không ngừng, từ ban lãnh đạo cho đến các cán bộ nhân viên, cảnh quan, an ninh đều chung một mục tiêu, một mong muốn mang đến cho du khách những điều tuyệt vời nhất. Khi đến khu du lịch Suối Mơ, tôi thực sự rất là bất ngờ vì nơi đây rất là rộng và thoáng mát. Phong cảnh thì mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Dòng suối ở đây rất là trong xanh và mát. Các trò chơi phù hợp với bé và mẹ và gia đình. Lần sau tôi sẽ dẫn thêm bạn bè và gia đình lên đây chơi. Thì trong những lần tôi tới đây thì tôi có thể thấy được rằng là những dịch vụ ở đây rất là tốt. Thứ nhất là nhà hàng, ăn uống rất là tốt. Có những cái thực đơn rất là ngon, rất là phổ biến. Có rất là nhiều cái thực đơn cho chúng ta mình có thể lựa chọn khác nhau. Và thứ hai nữa là cái không gian rất là thoáng mát. Ở đây cây cối rất là nhiều. Các bạn đây rất là chu đáo. Mình vô thì sắp xếp mình phòng chỗ ngủ. Nói chung là rất là chu đáo, phòng là sạch sẽ. Nói chung là mọi thứ là ổn. Công viên Suối Mơ, nơi nuôi dưỡng và gìn giữ vẻ đẹp của thiên nhiên.